LT9 Performance. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong cái video clip tiếp theo của LT9 Performance và mình là Long Tẩu. Thì hôm nay mình sẽ đi xem một cái chiếc xe Naked mới. Mà cái chiếc xe này là một chiếc xe Naked tầm trung. Thì tại sao lại gọi là tầm trung? Bởi vì là dựa theo giá tiền thì chúng ta có thể đánh giá tầm trung, chứ cũng không dựa theo phân khối được. Bởi vì là thí dụ như những chiếc kiểu Dragster RR800 chẳng hạn, nó phân khối cũng nằm dưới 1.000 ấy, nhưng mà không ai xếp nó vào một con Naked tầm trung cả, bởi vì là nó khoảng 700-800 triệu rồi. Thì thế nào là Naked tầm trung? Đây là những cái chiếc xe mà sẽ khoảng loanh quanh 400 triệu. Thì mình cũng muốn nói xem trước khi mà chúng ta được review cái xe này, đấy là với cái thị trường xe Naked tầm trung dưới 400 triệu hoặc loanh quanh 400 triệu thì chúng ta có những cái đối thủ sáng giá như là Honda thì có CB650 này, Yamaha thì có MT09, Ducati thì có Monster 821, Kawasaki thì sẽ có Z8, Z9 cũng có thể là được coi là tầm trung, còn Z1000 thì bắt đầu là cao cấp rồi. Thế là chúng ta còn ngoài ra Triumph hoặc là Harley thì họ chỉ có những chiếc classic thôi, chứ cũng không thể gọi là Naked được. Vậy thì mình sẽ điểm qua từng những cái đặc tính của từng những cái chiếc xe mà mình nêu ra. Đầu tiên là Honda CB650. Thì CB650 là một con Naked 4 máy. Xét về ngoại hình thì nó cũng tương đối là ổn. Và được cái hay là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng. Thì 650 được một cái ưu điểm sau khi mình chạy nhiều rồi ấy, đấy là chạy rất là mượt mà và cũng rất là mạnh, nhưng mà cũng có một điểm trừ cũng giống như Z8 và Z9 của Kawasaki, đấy là nó rất là nặng. Như thì chúng ta sẽ phù hợp chạy ở những cái cung đường dài hơn, còn ở trong phố ấy thì nó sẽ hơi sao nhỉ, nó sẽ không linh hoạt bằng những chiếc Hypermotard hoặc là những chiếc Supermoto. Ngoài ra thì Ducati thì có Monster 821 thì cũng là một chiếc xe khá là nhẹ nhàng, sức mạnh thì cũng tương đối. Mình thấy sáng giá nhất là MT09 với một cái động cơ 3 xi lanh rất là mạnh. Nó cũng phải không biết là Triple Speed của Triumph thì có xếp cùng hạng không, nhưng mà ở trong phân khúc Naked thì mình đánh giá rất cao những con 3 máy. Vậy thì 2 máy thì sao? Chúng ta đã gặp những con Naked nào tầm trung 2 máy chưa? Trong cái phân khúc Naked thì tại sao mình lại thích những chiếc 3 máy? Nói một cách đúng công năng nhất thì những chiếc Naked không phải là những chiếc xe sinh ra để chạy quá nhanh. Không ai có thể cầm cương một con xe Naked ở loanh quanh khoảng 200-250 một cách liên tục cả. Bởi vì là nó không có những cái fairing cao để núp gió. Cho nên là Naked sẽ là một chiếc xe theo mình thì sẽ thiên về cảm xúc hơn là tốc độ. Vậy thì 4 máy đôi khi là quá dư thừa. 3 và 2 máy có lẽ là phù hợp với những chiếc Naked hơn. Thì mình thực ra là một fan của KTM từ thời chạy những chiếc NMC 690. Nếu được chọn Supermoto thì mình sẽ chọn 690 hoặc 701 của Husqvarna, thì cũng là gia đình KTM. Nếu được chọn một chiếc motocross thì mình sẽ chọn XC, cũng là của KTM. Nếu được chọn một chiếc Adventure, lựa chọn giữa Multistrada với cả Super Adventure thì mình vẫn chọn Super Adventure. Và nếu được chọn giữa những cái chiếc như kiểu V4 của Ducati, Street Fighter V4 hoặc là Super Duke 1290 thì mình sẽ vẫn chọn Super Duke. Nói một cách hơi cá nhân thì cũng có thể mình là một fan của KTM, cho nên là mình sẽ rất là thích những chiếc xe của KTM. Thí dụ. Và bây giờ tôi đã có mặt tại KTM Sapa 170 Giải Phóng để cùng đi xem cái chiếc Naked tầm trung của KTM. Nào, chúng ta hãy cùng xem. Và nhân vật của chúng ta ngày hôm nay chính là đây, chiếc KTM Duke 790. Về phần ngoại hình thì có lẽ chúng ta cũng không cần phải đi sâu quá vào chi tiết, bởi vì chiếc 790 này đã có cái DNA thiết kế của những chiếc 390 cũng như là Super Duke 1290 rồi.
Nhưng điều mình đang nói đây nhất vẫn là khối động cơ này. Vậy thì tại sao mình lại quan tâm nhất vào cái khối động cơ Paratwin này? Bởi vì như mình được biết thì đây là cái khối động cơ Paratwin đầu tiên của KTM. Nghĩa là trước nay hãng chỉ sản xuất máy V hoặc là xi lanh đơn thôi, chứ chưa bao giờ sản xuất hai xi lanh thẳng hàng như cái chiếc 790 này cả. Đó. Thì mình cũng do chưa được chạy thử cho nên mình cũng rất là tò mò về cái spec, nghĩa là cái thông số kỹ thuật thể hiện ở ngoài đời thực của cái chiếc động cơ này như thế nào. Cái torque nó có tốt không, rồi ở những cái RPM cao thì máy hút nó có sâu không. Đó, thì đây là một cái câu hỏi mà mình cũng chưa được trả lời, và mong sẽ có được một ngày được chạy thử chiếc 790 này cũng như ra máy cái chiếc 790 này sớm nhất. Đó, đấy là mong muốn của mình ở tất cả những cái chiếc xe mới, ra máy là trên hết. Còn ngoại hình thì xe nào cũng như xe nào mà. Ok, nói vui vậy thôi chứ xe nào cũng chạy máy thì không hay cho lắm. Thì đầu tiên là cái khối động cơ này, khi mà mình đập vào mắt thì đây không phải là một cái khối động cơ quá là gọn gàng. Bạn có thể thấy nó khá là đồ sộ. Phần các te thì xuống đến dưới tận dưới này. Bộ côn ở đây lòng khá là cao, dài, đầu bò dài, từng này. Piston thì cái này là ngập trong máy rồi. Đó, khá là dài. Nhưng bù lại nó lại là rất là hẹp. Chúng ta sẽ để ý là cái phần thân ở phía bên này của động cơ này sẽ khá là hẹp, nhưng mà cái động cơ này là không phải một động cơ gọn gàng. Đây là một động cơ 800 phân khối DOHC dual overhead cam, 2 cam đằng trước, trục cam dẫn động bằng xích cam, và có công suất là 105 mã lực. Thì 800 phân khối 105 mã lực thì cũng bình thường, không có gì quá khủng khiếp hoặc đặc biệt cả. Ngoài ra thì chúng ta có gì? Đó là một slipper clutch ở đây, một drive by wire, một cái tay ga điện, và như mình nhìn là cái họng ga khá là ngắn đấy và trực tiếp, nghĩa là nó sẽ đi thẳng vào buồng cổ hút chứ không phải là đi loằng ngoằng như các những cái chiếc xe khác. Thì hứa hẹn đây cũng sẽ là một cái yếu tố mà tạo nên một cái sức mạnh tốt. Ngoài ra chúng ta có một cái mắt thăm dầu ở đây, một ống xả đôi, thì nó sẽ là một cái động cơ một cái ống xả gọi là 2-1, hai máy ra một ống, sau đấy là đến bầu giảm thanh và ra phía bên ngoài luôn. Đó. Thì có một cái điểm mình rất thích, cũng như là một thiết kế rất là hay ở trên cái khung sườn của chiếc 790 này, đó là cái phần hút gió. Các bạn có thể nhìn phần hút gió lại lấy gió ở đây. Nó lấy gió đây. Nó sẽ lấy gió tươi từ đây. Sau đấy là cái bầu lọc gió ấy sẽ dài từ đây, sau đó một cái họng ga đây. Đó, một cái thiết kế cũng khá là hay. Thì cái này nó sẽ có một điểm lợi, đấy là gì? Đấy là cái dung tích bình xăng nó sẽ được nhiều hơn bình thường, bởi vì bình thường những cái lọc gió nó sẽ cuộn lên đây này. Đó, nó cuộn lên đây thì cái bình xăng nó sẽ có một cái khoảng lõm, như cái này thì dung tích bình xăng khá là lớn. Mình nhớ không nhầm là khoảng 14 lít, cũng khá là nhiều trong một chiếc 800 phân khối đấy. Có một điều mình lưu ý ở cái bộ lọc gió này là tuyệt đối chúng ta không nên xịt nước thẳng vào đây khi mà rửa xe. Nó sẽ làm ướt cái lọc hoặc là nó sẽ bị đọng nước ở trong cái hộp gió, và đây có thể nói là một điểm trừ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái xe khác ấy nó sẽ nằm dưới bình xăng. Chúng ta có thể đi mưa cũng như là rửa xe thoải mái, nhưng đây sẽ là một cái mà các bạn sẽ phải thường xuyên để vệ sinh nó kỹ càng cũng như là quan tâm nó hơn một chút, mà một cái lọc gió lộ ra ngoài khác với cái rame ở trên những cái xe super sport và super bike. Đó, đây là một cái phần khá là đặc biệt và nó khoét một cái khung ở đây. Đó, như mình đã đề cập thì đây khá là một cái động cơ khá là gọn, về khá là hẹp thì đúng hơn. Đó, các bạn có thể thấy nó khoảng hơn ngang tay gì đó thôi. Khá là hẹp. Một bộ trao đổi nhiệt xinh nhỏ nhỏ. Ở trên Super Duke thì cái này nó to lắm. Thì cái cơ cấu của này là gì? Đấy là nước và dầu cùng chảy qua đây, và nước làm mát cũng sẽ làm mát dầu. Tất nhiên là không có chuyện trộn vào nhau bạn nhé. Đây là hai cái khoang riêng biệt. Có một khoang để chảy dầu qua, một khoang để chảy nước qua để làm mát dầu. Như các bạn để ý thì đây là không hề có cái két làm mát dầu. Thì đây cái bộ trao đổi nhiệt này là để làm mát dầu. Còn đây là một cái két nước cũng không lớn lắm, bình thường. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái phần vị trí treo của cái động cơ này và cái độ thoáng của cái thiết kế này. Như các bạn thấy thì ở cái phần trên máy đây chúng ta có một cái hốc rất là lớn, nó nhìn xuyên thẳng qua bên kia và rộng rãi lắm, chứ không giống như những chiếc như kiểu là Monster hoặc Scrambler, người ta nhồi nhét hết tất cả mọi thứ vào dưới bình xăng. Thì cái động cơ này là một cái động cơ được treo 4 điểm. Chúng ta có một cái phần không phụ ở đây để đỡ cái cục máy, và có một cái link nối vào đây, từ đây vào cái động cơ. Cái thiết kế khung như này ấy sẽ khá là gây khó khăn cho cái việc service, bởi vì muốn hạ cả cái cục máy xuống ấy, chúng ta sẽ chỉ có một cách, đấy là nhấc ngang cục máy ra thôi.
chứ không thể tháo cục máy tụt từ trên xuống dưới được. Chúng ta sẽ phải tháo hết tất cả mọi thứ và lôi ngang cục máy ra. Đây sẽ là một việc rất là khó khăn nếu mà chúng ta phải đại tu cái động cơ này. Ngoài ra thì cái ưu điểm của nó sẽ là được bắt khá là chặt vào khung, và nó sẽ giảm thiểu một phần nào đấy cái rung lắc nếu như cái khung được thiết kế chống rung lắc tốt, và nó sẽ gây hại nếu như là cái khung được thiết kế chống rung lắc kém. Ở phía bên này thì chúng ta có một bộ quick ship công nghệ mới của KTM, đó là cái bộ quick ship dạng quét, chứ không phải là những cái quick ship cảm biến lực như hồi xưa nữa. Và cái này thì đã xuất hiện trên chiếc Superduke 1290 2020 rồi. Thì đây là một cái công nghệ rất là tiên tiến, và mình đã đá thử cái quick ship này ở trên chiếc Adventure 790 rồi, nó khá là smooth, nghĩa là nó rất là thật chân, thì nó không bị cảm biến lực, nó cứ bị nhùng nhằng ở giữa. Bởi vì là bình thường á, những cái quick ship khác nó sẽ có một cái khoảng dơ khi mà đã kịch rồi này, thì cái này nó vẫn là một cái trục nối cứng và không phải là trục nối mềm, nên đá nó rất là thật chân, nó không bị trùng chân một cái đó. Thì cái công nghệ này là công nghệ mới của KTM. Ngoài ra thì chúng ta có một cái motor dẫn động cái bướm ga bằng điện của Deloto là của Ý. Các bạn sẽ, nếu mà các bạn nào chơi hai thì hồi xưa ấy, sẽ biết là Deloto là sản xuất chế hỏa khí cho Aprilia RS125 nó kia đấy, đấy thì là Deloto. Ngoài ra mình thấy một cái cụ đề rất là to, có lẽ cũng phải gần bằng những cái chiếc Superduke. Thì có chăng theo cái phán đoán của mình thì cái chiếc xe này không có cò giảm áp, đó là phán đoán thôi. Một điểm nữa đó là cái phần khung bên này chúng ta thấy cũng rất là lớn và là một dạng bẹt, cũng giống như cái thiết kế của chiếc 390, là khung này khung thép. Còn cái phần thân sau thì có lẽ là được làm bằng nhôm và rất là nhẹ. Cái khối động cơ Paratrin này đã không còn sử dụng cái đường nhớt như những cái chiếc máy LC8 cũ nữa. Và máy LC8 cũ là không có các te, là nó chỉ có một cái buồng chứa thôi, và nó sẽ bơm ngược trả về cho cái động cơ bằng hai cái bơm cơ. Nhưng mà do cái xe này đã có các te và chỉ có một cái lọc dầu cũng như là hai cái lọc dầu thôi, cho nên là mình phán đoán là cái động cơ này đã sử dụng cái các te là cái các te dầu ngưng động, giống như những cái chiếc 4 xi lanh bình thường, chứ không phải là bơm luân chuyển như những chiếc máy LC8 cũ nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái tăng cam dầu thủy lực nữa, đấy là một cái truyền thống của KTM rồi, và xưa nay thì nó cũng hãng KTM thỉnh thoảng bị phàn nàn về cái tăng cam dầu này và nó rớt áp suất dầu. Nhưng mà gần đây thì những cái chiếc xe mới mình thấy hãng họ đã cải tiến rất là tốt rồi, nên là cũng hiếm khi xảy ra cái hiện tượng nhảy mắt cam như những cái trên những cái chiếc EXC như thời xưa nữa. Ngoài ra chúng ta có một cái trợ lực cổ lái bằng cơ, không phải bằng điện. Và ngoài ra thì chúng ta còn một bộ phuộc VKP43 ti trắng, không phải là ti đen mà titan gì cả. Thì phuộc của VKP cũng là một cái loại phuộc rất là ngon rồi, và xưa nay thì VKP với KTM thì luôn luôn là đi cặp với nhau. Thì trong motocross thì VKP cũng là một cái hãng sản xuất vô cùng tiếng tăm, không thua gì Orlin như ở trên Trek cả. Và cái hệ thống phanh thì chúng ta được biết là thông tin là của hãng Jiyuan, là của Tây Ban Nha, một cái thương hiệu mà chuyên sản xuất phanh cho những cái xe đua. Đó là thông tin từ bên kỹ thuật của các bạn KTM Sapa đã cho mình biết. Ngoài ra thì trong phần review xe thì mình cũng sẽ đề cập đến những các chi tiết khác nữa, không chỉ những cái hệ thống như là hệ thống vận hành và an toàn. Đó, thì những cái chi tiết nhỏ trên chiếc Duke 790 này cũng được đầu tư rất là tốt. Từ những cái yên thì chúng ta sẽ có những cái logo thương hiệu Duke gắn vào đây, sau này KTM. Và cái tay sách thì bằng nhựa, cũng cảm giác cũng rất là chắc chắn chứ không phải không. Ngoài ra thì mình cũng sẽ rất quan tâm đến phần cân nặng và dáng ngồi của chiếc xe này. Và theo như mình biết thì chiếc xe này là 169kg khô. Và bây giờ mình sẽ ngồi thử để xem cái độ nặng của cái xe cũng như là cái thế ngồi nó sẽ là kiểu thế nào. Đây thì mình cao 1m82. Ngồi thì cũng khá là thoải mái. Dáng ngồi thì chắc là sẽ đi được xa đấy. Ngồi rất là thẳng lưng, ngồi rất là thẳng lưng và nhìn phía trước rất là dễ. Tay lái vừa đủ rộng, không quá hẹp, không quá chúi. Đúng chất là một chiếc naked mà chúng ta có thể chạy nhiều cái cung đường hỗn hợp. Ngoài ra thì cái xe nó rất là nhẹ, rất là linh hoạt. Vị trí chân số cũng như chân phanh nó rất là hợp lý, ok. Nó không giống như chiếc Superduke. Chiếc Superduke thì rất là chồm, thì nó không dễ ngồi như chiếc 790 này. Và mình cảm giác thì phải cái phần yên của chiếc 790 này sẽ thấp này, và phần tay lái sẽ cao. Đây các bạn nhìn thấy này, yên
yên khá là thấp đấy, để chân tương đối là thoải mái. Và chúng ta cũng có một cái bộ tay phanh tay côn mà có thể điều chỉnh được, cũng cùng cái hãng sản xuất với cả cái bộ phanh là Zijuan, một cái thương hiệu khá là lạ, nhưng mà mình cảm thấy thì cái chi tiết làm của nó cũng rất là tốt, với cả những cái mã QR nó rất là đầy đủ. Cái những cái tay phanh tay côn này thì chỉnh theo cái dạng click và chỉnh cũng rất là dễ chịu. Và ngoài ra hãng KTM cũng đã rất là hào phóng để trang bị sẵn cho chúng ta một cặp lốp road fire ở trên chiếc Đúc 790 này. Nếu mà các bạn mà không dùng thì tháo cặp lốp này bán thì cũng phải được 7-8 triệu đấy. Nên là đây cũng sẽ là một cái trang bị khá là đáng giá. Và một điểm nữa mình rất thích ở trên những chiếc KTM đó là cùng số tiền bạn bỏ ra, một số hãng khác có thể chưa full option, nhưng mà với KTM thì đã gần như full option rồi. Thì chiếc 790 này cũng không phải là ngoại lệ, nó đã có quick ship, nó đã có traction control, rồi rất nhiều những cái thứ nữa. Để chúng ta đây, chúng ta sẽ xem ở các chế độ lái. Có tone response là cái độ nhạy của tay ga này. Đấy, track, sport và street thì chắc chắn là track là nhạy nhất, sport là nhạy kém nhạy hơn và street là trễ nhất. Nghĩa là anti wheelie là chống bốc đầu này, load control cũng có luôn này. Rất là hay. Đó, ngoài ra thì chúng ta có trip data thì những cái này cũng không cần quan tâm. Seat cũng có unit language này nọ không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến những cái chế độ liên quan đến vận hành thôi. Chúng ta sẽ đi tiếp vào phần motorcycle để xem có gì. Phần đầu thì sẽ là hai công nghệ, và công nghệ phía bên phải là một công nghệ mới mình sẽ cũng muốn giới thiệu với các bạn luôn. MTC có nghĩa là motor traction control, thì là kiểm soát lực kéo của cái bánh sau thì chúng ta biết rồi. Còn MR nó sẽ là motor slip regulation. Thì cái MR này được giải thích, KTM giải thích như sau, nghĩa là khi mà chúng ta dồn số một cách liên tục thì cái MR này sẽ hoạt động ngược lại với cả cái traction control, có nghĩa là nó sẽ làm cho cái engine braking của chúng ta hạ một cái phanh máy là chữ nói lại nhá. Cái MSR này được KTM định nghĩa nó sẽ là ngược lại với cả traction control, có nghĩa là khi mà chúng ta đang chạy mà chúng ta hạ rất nhiều cái số xuống một lúc ấy, thì cái MSR này, cái công nghệ MSR này nó sẽ điều khiển cái bướm ga để sao điều tiết cái engine braking một cách tốt nhất, khiến cho chúng ta không bị lết lốp. Và cái MSR này cộng với cả một bộ cone slipper ấy, thì nó sẽ là một cái cặp bài trùng hoàn hảo để khi mà chạy ở trong track ấy, chúng ta dồn số gấp mà nó không bị xảy ra cái hiện tượng là trượt lốp. Đó, cái này là một cái rất là mới mà mình mới thấy ở trên chiếc 790 thôi. Còn ABS mode thì chúng ta sẽ có road, chắc có lẽ là sẽ nhiều chế độ, quick ship on, rồi ship light là cái đèn để báo sang số đấy. Đây nó nói phải 1000 cây mới bắt đầu mới báo cơ. Đó, đó là tất cả những cái gì mà ở trong cái chức năng của chiếc 790 này. Một xe tương đối là đầy đủ công nghệ. Bây giờ sẽ đến một phần mà mình khá là mong chờ. Có thể các bạn sẽ mong chờ đấy là xem cái tiếng máy Paratrue của KTM nó sẽ như nào. Với cái Bojin thì nó máy đã rất là ồn rồi. Máy rất là ồn, bịt bô đấy, thấy máy nó kêu to rồi. Hay à? Các bạn để ý là tay mình đang bịt bô nhá, nhưng mà máy nó kêu to này rồi. Thì cái việc mà động cơ kêu ấy đã là truyền thống của nhà KTM rồi. Và như cách bọn mình ví von ấy là máy càng kêu thì chạy càng mạnh, khả năng là máy con này sẽ chắc sẽ rất là mạnh đấy. Và như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn cơ bản, tổng quát và nhanh gọn cái chiếc Đúc 790 mới ra của KTM này. Mấy hôm nữa thì mình sẽ xin phép hãng KTM để được đi thử cái chiếc xe này. Trước tiên là trải nghiệm, sau đấy là nếu có điều kiện thì mình cũng sẽ xin phép được mổ xẻ thêm về phần sâu bên trong, như tháo vỏ, xem motor ABS hiệu gì, dây điện ra làm sao, ESU to hay bé, ABC. Đó. Thì cái video hôm nay đến đây là kết thúc, và rất mong các bạn sẽ ủng hộ Lời Tiên Chính Performance để bên mình có thể ra những cái clip review cũng như là clip thiên về kỹ thuật tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.